Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các quý anh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Chúc các quý anh bước sang năm Quý Mão 2023 được bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các quý anh đón xem tử vi tuổi của mình trong năm 2023, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe tử vi từng tháng âm lịch trong năm 2023, mời các quý anh cùng theo dõi. Tổng quan tử vi năm 2023 cho quý anh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Năm Quý Mão 2023 quý anh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978 là 46 tuổi âm lịch và 45 tuổi dương lịch. Theo thiên can, địa chi và ngũ hành. Xét về thiên can, Mậu gặp Quý tương sinh, rất tốt. Công việc làm ăn thuận lợi, gặp thời, dễ phát đạt, mưu cầu về công danh dễ dàng, có tài lộc đưa tới. Yếu tố thiên thời mang tới khá nhiều may mắn cho quý anh quý anh nên chú ý nhiều hơn tới sức khỏe xét về địa chi ngọ gặp mão lục phá xấu gặp nhiều bất lợi trong cuộc sống làm ăn không được như ý dễ có sự thay đổi cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao kẻo bị tiểu nhân lừa gạt hoặc lợi dụng xét về ngũ hành quý anh tuổi mậu ngọ có ngủ hành thiên thượng hòa gặp năm quý mão ngủ hành kim bạch kim tương khắc xấu chủ về làm ăn vất vả hao tốn nhiều công sức hơn sức khỏe cũng giảm sút đáng kể tuy nhiên quý anh vẫn được mọi người giúp đỡ mà tạo nên thành công Quý Anh tuổi Mậu Ngọ, bước sang năm Quý Mão 2023, có vận trình hung cát đan sen, đón khá nhiều cơ hội đổi đời, làm ăn hanh thông. Tuy nhiên, cần đề phòng tiểu nhân quấy phá gây bất lợi hoặc cướp công đoạt sức. Nhìn chung Quý Anh số có may mắn, nhưng vẫn phải nỗ lực rất nhiều mới đạt được điều mình mong muốn. Sao chiếu mệnh, gặp sao la hầu chiếu mạng. Thường gây ra những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau, bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài xấu nhất là tháng 1 âm lịch và tháng 7 âm lịch. Vận hạn, hạn tam kheo. Là hạn xấu chủ về vấn đề liên quan tới sức khỏe. Có nguy cơ bị các bệnh về xương khớp, tay chân, đề phòng thương tật, đi xe cộ nên cẩn thận, tránh những nơi đông người, hạn chế phát sinh mâu thuẫn vì có thể dẫn tới xô sát mà gây ra chấn thương. Vận niên năm 2023, của quý anh tuổi mậu ngọ. Vận niên Long Đắc Vũ. Long Đắc Vũ, tức là rồng có cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Nếu vận niên vào năm này, thì đây là một năm hay lo lắng cho việc bao đồng, chỉ đi lo lắng việc cho người khác. Xét về phương diện sự nghiệp của quý anh tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978, trong năm quý mão 2023. Quý anh tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978, trong năm 2023, có vận trình sự nghiệp hung cát đan sen, là một năm có tốt có xấu. Nhưng cứ nghiêm túc cố gắng, thì có thể tự tay cải biến được số mệnh của mình trong năm này quý anh tuổi mậu ngọ đang phạm phải cục diện ngủ hành tứ hình xung tí ngọ mão dậu điều này sẽ gây ra sự nóng nảy cá tính mạnh mẽ bộc phát dễ hình thành cục diện đối đầu với cấp trên lãnh đạo cho nên công việc cũng sẽ gặp bất lợi may mắn trong năm này quý anh tuổi mậu ngọ cũng có được các tinh thanh long lưu hà cùng với thiên can tương sinh lại thúc đẩy cho sự nghiệp của quý anh có nhiều biến chuyển tích cực nếu có thể tận dụng được những cơ hội mà thời thế mang tới cho mình cơ hội sẵn có nhưng quý anh cần có năng lực chuyên môn và sự nghiêm túc mới có thể đạt được điều mình muốn Ngoài ra, sự tác động của sao La Hầu lại đúng vào năm phá thái tuế, làm cho quý anh tuổi mậu ngọ gặp tiểu nhân vận khá lớn. Quý anh không nên lo chuyện bao đồng, cũng cần cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao kẻo bị tiểu nhân lừa gạt hoặc lợi dụng làm điều sằng quấy cướp đoạt công sức. Hợp tác với ai cũng nên nhìn người cẩn thận, tránh rước họa vào thân. Việc liên quan pháp luật, công quyền pháp lý trong năm không quá suôn sẻ, dễ thua thiệt nên làm gì cũng phải tuân theo đúng quy định công việc trong năm này đối với quý anh tuổi mậu ngọ nên tập trung phát huy thế mạnh của mình, nhẫn nhịn, chăm chỉ hơn, phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn, đừng vội vàng từ bỏ những mục tiêu thì vẫn đạt được nhiều khởi sắc dễ được trọng dụng. Cơ hội cũng sẽ đến, biết phát huy thì sẽ được thăng tiến, mở mang và thu được thành tựu. Đặc biệt trong năm 2023, thầy gia cát khuyên quý anh tuổi mậu ngọ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân tý, thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với quý anh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng, giúp cho quý anh có một năm bội thu, đại cát đại lợi. Xét về phương diện tài lộc của quý anh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, trong năm Quý Mão 2023. Vận trình tài lộc của quý anh tuổi Mậu Ngọ trong năm này tương đối lạc quan. Quý anh có thể đón những cơ hội đổi đời, kinh doanh thuận lợi, nên rất thích hợp để thực hiện một số kế hoạch phát triển việc đầu tư, làm ăn, mà bản thân đã quen tay, hoặc có nhiều năm kinh nghiệm. Mặc dù quý anh tuổi mậu ngọ trong năm này, mọi thứ tiến hành không gặp phải bất lợi nào quá lớn. Nhưng vẫn cần có sự tính toán cẩn thận sẽ tốt hơn. Nhất là khi có sao hạn chủ hao tài chiếu mệnh, việc làm ăn nên chú trọng tính an toàn, hạn chế tối đa những toàn tính mạo hiểm kẻo gây hao tán tài sản trong năm này quý anh tuổi mậu ngọ có được vận quý nhân giúp sức dù kiếm được khá nhiều tiền bạc nhưng vẫn phải chăm lo cho cuộc sống gia đình và chi tiêu cho những việc phát sinh khác quý anh cũng nên lập kế hoạch quản lý về tài chính chi tiêu hợp lý để bảo toàn tài sản cá nhân không bị thất thoát nên tính toán kỹ càng cho các bước đi khôn ngoan vững vàng trong chuyện làm ăn mới là sự lựa chọn đúng đắn khoảng thời gian đầu năm dễ hao tốn tiền của do sự ảnh hưởng của hung tinh nhưng cuối năm làm ăn được thuận lợi hơn tài lộc được cải thiện đáng kể Xét về vận trình tình cảm của quý anh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, trong năm Quý Mão 2023. Bước sang năm Quý Mão, về phương diện tình cảm, gia đạo của quý anh tuổi Mậu Ngọ lại khá êm ấm, hồng loan trợ mệnh, vận khí tốt lành. Tuy nhiên, có lúc khó tránh những mâu thuẫn do bộn bề cuộc sống, nhưng đều không quá nghiêm trọng. Chỉ cần cả hai bên biết nhường nhịn, yêu thương nhau, chia sẻ và thấu hiểu cho nhau nhiều hơn mọi chuyện sẽ êm ấm sự chung thủy trong tình yêu là rất quan trọng nên đôi khi thể hiện thái độ ghen tuông vô lý sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình quý anh cần phải trưởng thành hơn phải tỉnh táo thấu hiểu tin tưởng đối phương thì mới tránh được hiểu lầm không đáng có ngoài ra quý anh cũng không nên quá chú tâm với công việc mà lơ là trách nhiệm với gia đình như vậy sẽ làm cho tình cảm vợ chồng cũng dần xuất hiện khoảng cách sự nghiệp dù quan trọng nhưng quý anh vẫn nên đặt gia đình lên trên hết hãy dành nhiều thời gian hơn để vun đắp tình cảm hôn nhân đồng thời thường xuyên quan tâm, trò chuyện với con cái của mình. Đối với quý anh đang còn độc thân, với bản tính sôi nổi, hướng ngoại, các mối quan hệ rộng rãi, không khó để tiếp cận, làm quen được với những người khác giới, cũng có được cơ hội để đón nhận tình cảm của đối phương, tuy nhiên có nên duyên hay không còn phụ thuộc vào cả hai người. Xét về vận trình sức khỏe của quý anh tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978, trong năm quý mão 2023, năm 2023, quý anh tuổi mậu ngọ, có vận trình sức khỏe cũng không được tốt lắm. Trong năm do bị tác động của hạn tam kheo, cùng với các hung tinh, bệnh phù, thiên khốc, làm cho quý anh gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, như bệnh về xương khớp, phong thấp, hay bệnh cũ tái phát. Cục diện tứ hình xung, tí ngọ mão dậu, cũng sẽ gây ra sự xa sút về thể chất, tinh thần, mệt mỏi và áp lực, dễ ốm đau, bệnh tật lâu khỏi. Các dạng tai nạn như té ngã, tai nạn xe cộ, các ngành nghề nguy hiểm, đều có khả năng xảy ra vì vậy quý anh tuổi mậu ngọ trong năm nay phải chăm sóc bản thân thật tốt thường xuyên rèn luyện thể chất có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ được đừng để các sao hung tinh có cơ hội gây hại cho bản thân quý anh cũng nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để có thể phát hiện điều trị bệnh kịp thời Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý anh tuổi mậu ngọ sinh năm 1978, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tả hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý anh. Quý anh tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978, trong năm quý mão 2023, có phạm tam tai, hoang ốc, kim lâu, thái tuế không? tam tai năm 2023, ví dụ, bản mệnh tuổi, dần ngọ tuất, gặp hạn tam tai vào các năm, thân dậu tuất. Như vậy, tuổi mậu ngọ sinh năm 1978, nam mạng, sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Hạn hoang ốc năm 2023, quý anh tuổi mậu ngọ, không phạm hoang ốc trong năm này. Tuổi kim lâu năm 2023, quý anh, phạm kim lâu tử. Nếu xây nhà, sửa nhà, sẽ gây hại đến con cái. Thái Tuế năm 2023, Quý Anh tuổi Mậu Ngọ năm 2023, Phạm Phá Thái Tuế, không nên lo chuyện bao đồng, sốc nổi, không nên giúp đỡ người không quen biết hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo để vay mượn tiền bạc. Rất dễ vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương, hay vướng phải kiện tụng. Ngày giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, trong năm Quý Mão 2023, số của quý anh tuổi mậu ngọ rất hạp vào những giờ lẻ, ngày chẵn và tháng lẻ. Bất kỳ trong trường hợp nào, hay tháng năm nào quý anh cũng có thể xuất hành vào những ngày giờ nói trên, chẳng những mang nhiều thắng lợi mà còn giúp cho quý anh có được thành công trong bất kỳ việc gì. Ngày mùng 1 Tết Dương lịch, Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023 Âm lịch, là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh thìn, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi mậu ngọ. Giờ canh thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long, tốt nhất là 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi mậu ngọ. Xuất hành theo hướng Tây Bắc, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết Dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023 âm lịch, là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức ngày tân tỵ tháng giáp dần, năm quý mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành, hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý anh tuổi mậu ngọ, giờ lẻ, ngày chẵn, tháng lẻ. Hướng tốt trong ngày. Hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023, âm lịch, là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày nhâm ngọ, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi mậu ngọ. Là 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi mậu ngọ. Xuất hành theo hướng chính nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978, nam mạng, trong năm quý mão 2023, là tuổi tân mùi, sinh năm 1991, nam mạng. Điều này được lý giải như sau. Mệnh của tuổi mậu ngọ là thiên thượng hòa, cặp mệnh của tuổi tân mùi là lộ bàn thổ, tương sinh, rất tốt. Thiên can, mậu gặp tân, bình hòa, tốt. Địa chi, ngọ gặp mùi, nhị hợp, rất tốt. Cung, thiên y, mệnh của năm tương sinh, rất tốt. Ngoài ra, gia chủ tuổi mậu ngọ, nam mạng, trong năm quý mão 2023, cũng có thể chọn tuổi canh ngọ 1990, để sông đất. Trong năm quý mão 2023, quý anh tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978, cần đặc biệt chú ý tới hạn tam kheo và sao la hầu chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn tam kheo, đối với quý anh tuổi mậu ngọ. Tam kheo là hạn chủ về vấn đề liên quan tới sức khỏe, người gặp phải hạn tam kheo, có nguy cơ bị các bệnh về xương khớp tay chân vì thế nên tránh những nơi đông người, hạn chế phát sinh mâu thuẫn vì có thể dẫn tới xô sát mà gây ra chấn thương. Về sức khỏe, người gặp hạn này cần lưu ý chứng bệnh về phong thấp, các thương tích liên quan tới tay chân. Về đời sống, để tránh những thương tích thì tốt hơn hết cũng không nên có mặt ở nơi đông người, tránh các xích mích, hiểm khích. Có 3 điều cần biết để vượt qua hạn tam kheo đối với quý anh tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978 thứ nhất hạn chế đến những nơi đông người cố gắng nhẫn nhịn trước tất cả mọi việc khi có xảy ra chuyện không may cần suy nghĩ kỹ lưỡng không để bị những người khác khiêu khích thứ hai gia chủ nên học cách nhẫn nhịn tìm hướng giải quyết một cách thấu đáo làm việc chân chính không toan tính điều xấu đặc biệt nếu bạn làm cơ khí lúc nào cũng phải mặc đồ bảo hộ cẩn thận để hạn chế tai nạn lao động thứ ba cần chú ý ăn nói trong giao tiếp hàng ngày và tìm hiểu các mối quan hệ trước khi thân thiết yêu đương Bên cạnh đó, hãy giữ cho tâm luôn hướng thiện, làm nhiều việc tốt. Sự tác động của sao La Hầu đối với quý anh tuổi Mậu Ngọ 1978 trong năm 2023. Người bị sao La Hầu chiếu mạng dễ bị tao tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm bệnh tật khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sao này chủ mồm miệng dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng. Ngoài ra người gặp sao này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết, tai mắt sao này tác hại mạnh nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao La Hầu là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Lễ cúng dâng sao giải hạn sao La Hầu thường thực hiện vào ngày mồng 8 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày mồng 8 tháng 1 âm lịch vì đây là ngày La Hầu tinh quân giáng trần vận trình từng tháng âm lịch đối với quý anh tuổi mậu ngọ sinh năm 1978, trong năm quý mão 2023, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978. Đối với anh tuổi mậu ngọ, bước vào tháng 1 âm lịch, quý anh cần lưu ý mặt sự nghiệp có nhiều sự biến đổi, tính cách nóng này, dễ bị người khác ghen ghét, cấp trên cũng không hài lòng, ảnh hưởng tiền đồ. Tuy vậy mặt chuyên môn nghề nghiệp thì lại có lợi hơn, nhất là khi quý anh biết cách vạch kế hoạch tính toán kỹ lưỡng trước những gì mình cần làm. Đây là tháng tam hợp dần ngọ tất trợ mệnh, quý anh vẫn có được quý nhân giúp sức, có nhiều cơ hội phát huy hết tài hoa và năng lực của bản thân, tài lộc cũng tương đối lạc quan. Lưu ý, trong tháng có sao la hầu tác động mạnh mẽ, cần chú ý về mặt sức khỏe, để phòng chân tay bị tổn thương. Vận trình tháng 2 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978. Bước sang tháng 2 âm lịch, quý anh tuổi mậu ngọ, về phương diện sự nghiệp không được như ý muốn. Chịu ảnh hưởng của thiên khốc tăng môn làm cho tinh thần không tốt, dễ bị lơ là khi làm việc. Đồng thời, khi tinh thần khó chịu, nó còn kéo tiến độ công việc xuống dốc, tiểu nhân quấy phá, đồng nghiệp phàn nàn hết lần này đến lần khác không chỉ vậy tháng này là tháng mão tháng xung của tuổi bổn mạng cùng với sự xuất hiện của thiên quan thiên khốc cũng sẽ mang đến cho quý anh tuổi mậu ngọ gặp rất nhiều phiền phức khiến quý anh gặp nhiều xui xẻo đặc biệt chú ý đến giấy tờ quan trọng hay là hợp đồng mua bán dễ va vào pháp luật kiện tụng tháng này quý anh nên cẩn thận trong đầu tư hùn hạp làm ăn kẹo mất trắng nên suy nghĩ cho cẩn thận trước khi đầu tư vì vậy lời khuyên cho quý anh nên điều chỉnh lại tâm lý trong tháng này nỗ lực vượt qua ảnh hưởng của sao xấu đừng để nó gây nguy hại đến tài lộc Vận trình tháng 3 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978. Bước sang tháng 3 âm lịch, vận trình tài lộc của quý anh tuổi mậu ngọ có phần khởi sắc, công việc khi làm ăn hợp tác hay làm các lĩnh vực liên quan tới bất động sản, đất đai, có phần thuận lợi, tài lộc vượng, nhưng chưa có được sự dư dã nhiều. Trong lúc thuận lợi, quý anh cũng cần lưu ý không nên quá ham chơi, ngang bướng nếu không sẽ khiến sự nghiệp của mình bị phá hoại, khi làm việc không nên đối đầu với lãnh đạo, nếu không sẽ gặp nhiều trở ngại cho vận trình của mình. Tháng này vận đào hoa của quý anh khá tốt, người độc thân có thể làm quen với những người khác phái trong các chuyến đi du lịch hoặc công tác, muốn thoát khỏi cảnh độc thân thì cũng nên biết nắm bắt cơ hội. Tuy nhiên, đối với những người đã có gia đình cần phải giữ mình, kẻo lại vướng phải đào hoa giữ ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân và gây tổn thương tới người thân yêu của mình. Vận trình tháng 4 âm lịch 2023 đối với quý anh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978 Tử vi của quý anh tuổi Mậu Ngọ tháng 4 âm lịch năm 2023 có điểm thăng tiến nhẹ. Ngọ hỏa gặp Tỵ hỏa tạo ra vận khí thăng tiến. Tình trạng kiếm tiền tay trái của quý anh sẽ có nhiều cơ hội tốt, việc kinh doanh vận hành có phần được thuận lợi hơn, doanh thu sẽ cao. Dựa vào tài năng của quý anh có thể thu về thành quả bất ngờ. Đường tài lộc tháng này khá khả quan, chỉ cần chăm chỉ thì sẽ dễ giàu có. Vận trình tháng 5 âm lịch 2023 đối với quý anh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Tháng này quý anh tuổi Mậu Ngọ đang chịu ảnh hưởng bởi cục diện ngọ ngọ tự hình, thái tuế án ngữ, lại thêm thiên khốc địa tang quấy phá, gây ra những chuyện buồn phiền về phương diện tình cảm không như ý, quý anh tỏa ra khá nóng tính, cục tính. Không chỉ vậy, nửa cuối tháng này nửa kia cũng ít quan tâm đến quý anh, hai bên dễ xảy ra tranh cãi. Tháng này, quý anh tuổi mậu ngọ không có quý nhân trợ giúp, vận may chưa tới, lại đang chịu tác động lớn từ năng lượng tiêu cực, làm cho việc kinh doanh buôn bán dễ có sự xa sút đặc biệt những người đang kinh doanh chứng khoán, tài chính càng cần phải tỉnh táo hơn. Vận trình tháng 6 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978. Tổng thể đường tài lộc của quý anh tuổi mậu ngọ trong tháng 6 âm lịch ở mức trung bình, có thu, có chi. Trong tháng này, nhờ các sao tốt lành che chở, bảo vệ nên vận thế của quý anh ở hầu hết các khía cạnh đều tương đối bình ổn. Quý anh có cơ hội thể hiện những khía cạnh năng lực của bản thân thông qua những việc làm thường ngày. Ngành nghề tay trái cũng được phát huy, cho nên tài lộc được dũng dình. Tuy nhiên, quý anh nên chú ý, sự tác động của sao la hầu, làm cho quý anh phải xử lý nhiều việc phát sinh ngoài ý muốn. Bước sang tháng 7 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 trong tháng 7 âm lịch này, về vận trình sự nghiệp của quý anh tuổi mậu ngọ có phần khởi sắc. Có thể nhìn ra quý anh sẽ có một tháng tốt đẹp. Làm việc gì cũng sẽ có quý nhân phù trợ, có lợi cho đường học hành thi cử, tìm việc, phúc lợi, công việc có sự mở mang và tăng tiến. Tuy nhiên trong tháng cũng sẽ gặp đôi chút thử thách, do bản thân quá ham chơi nên sự nghiệp gặp chút ràng buộc. Bản thân quý anh mậu ngọ cũng cần phải tích cực giành lấy cơ hội cho mình. Việc gì cũng phải lý trí, tỉnh táo. Ngoài ra với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn thiên đức, cơ hội việc làm cho quý anh sẽ được nâng cao, có cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Chỉ cần có sự chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc thì sẽ thu được thành quả. Vận trình tháng 8 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978. Tháng 8 âm lịch, đối với quý anh tuổi mậu ngọ, gặp nhiều khó khăn trở ngại. Tháng phạm cục diện tứ hành xung tí ngọ mão dậu, nó mang tới vận trình có nhiều biến đổi, mưu sự tính toán đều dễ trệch hướng bản thân quý anh cần phải lý trí, tỉnh táo để tìm ra cách đối phó. Tháng 8 âm lịch, quý anh mậu ngọ cũng bị ảnh hưởng bởi giác tú, thiên khốc là hung tinh, điều này làm cho quý anh trở nên nóng tính, cục tính, gây ra nhiều sóng gió trở ngại cho công việc, tài lộc chậm. Trong gia đình cũng dễ xảy ra xung đột với người thân hoặc con cái, điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ tình thân, không khí gia đình sẽ trở nên căng thẳng. Vận trình tháng 9 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978. Bước sang tháng 9 âm lịch cho thấy, vận trình của quý anh tuổi Mậu Ngọ đang gặp được cục diện ngủ hành tam hợp dần ngọ tất trợ mệnh, mang tới nhiều sự may mắn, quý anh có một tháng cát lành. Sự nghiệp có sự mở mang, quý anh sẽ gặp nhiều cơ hội tốt. Mặc dù cũng gặp không ít đối thủ cạnh tranh nhưng quý anh sẽ có quý nhân đứng sau giúp đỡ, mà hạn chế các khó khăn, vẫn thu được thành quả tốt. Quý anh tuổi Mậu Ngọ cũng cần phát huy tài năng của mình bơn nữa để cấp trên nhìn nhận, sự nghiệp có điểm thăng tiến tháng này quý anh cũng nên mạnh dạn làm những công việc đang muốn làm vận may lớn sẽ đến về tình cảm quý anh được mọi người hỗ trợ giúp đỡ trong công việc và cuộc sống nhưng hãy dành thời gian quan tâm đến gia đình nhiều hơn đừng để công việc làm bạn bận rộn đến không có thời gian dành cho gia đình của mình về tiền bạc làm ăn công việc tháng này rất thuận lợi hãy tiếp tục học tập và trau dồi kiến thức nhiều hơn để phát triển kinh tế một cách tốt nhất có thể về sức khỏe chú ý là đi lại cần cẩn thận tránh gặp tai nạn xây sát nhỏ không đáng có Bước sang tháng 10 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Tháng 10 âm lịch vận trình công việc của quý anh tuổi Mậu Ngọ tương đối bận rộn. Quý anh phải đối phó với khối lượng công việc tương đối lớn và áp lực bị đè nặng. Công việc có nhiều hạng mục cần phải thực hiện, quý anh cần phải lập ra những kế hoạch chi tiết và khoa học thì mới mong đạt được kết quả tốt. Ngoài ra tháng này quý anh cũng nên chú ý giữa làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đừng làm việc quá sức nếu không cơ thể sẽ mệt mỏi. Về sức khỏe chú ý các đồ vật trong gia đình và khi tham gia giao thông tránh gặp họa huyết quang gây thương tích cho thân thể mình. Tài lộc tốt. Vận trình tháng 11 âm lịch 2023 đối với quý anh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Quý anh tuổi Mậu Ngọ trong tháng 11 âm lịch này bị ảnh hưởng bởi nhiều hung tinh quấy phá, tình hình sức khỏe không được mấy lạc quan. Trong tháng có Ngọ hỏa phạm hình với cung mệnh Mão Mộc trong năm, lại gặp cục diện ngủ hành tứ hành xung tí Ngọ Mão dậu, dẫn đến vận khí tiêu hao vận trình sự nghiệp không được như ý, dễ nảy sinh thị phi, bản thân quá ngang bướng, nóng nảy, cho nên không được mọi người ủng hộ, quý anh cũng nên biết khắc chế điểm này, suy nghĩ thận trọng trước khi nói hay làm. Quý anh cũng cần cẩn thận đề phòng tiểu nhân, chú ý đến lời nói, giữ thái độ hòa nhã với mọi người tránh mâu thuẫn gay gắt, gây ra nhiều hiểm khích, điều này sẽ ảnh hưởng tới công việc hiện tại và sự nghiệp. Vận trình tài lộc trong tháng này kém. Khi giao tiếp với con cái của mình sẽ có bất đồng giữa hai thế hệ. Tình cảm vợ chồng cũng có điểm báo không lành vận trình tháng 12 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978. Bước sang tháng 12 âm lịch, vận trình của quý anh tuổi mậu ngọ sẽ có nhiều thay đổi tích cực. Quý anh ít bị tác động bởi các hung tình, nhưng vẫn có được các tinh trợ mệnh, mặc dù công việc cuối năm bận rộn, nhưng quý anh có kế hoạch cụ thể, vẫn hoàn thành tốt công việc của mình. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán, gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, người làm công ăn lương cũng có một tháng tốt lành, công việc trôi chảy, quý anh cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về phương diện tài lộc của quý anh tuổi mậu ngọ trong tháng này tương đối tốt công việc thuận lợi giúp cho quý anh có được cơ hội gặt hái được nhiều tiền bạc đảm bảo nhu cầu cuối năm và mua sắm trong dịp tết sắp tới nhìn chung trong tháng này quý anh tuổi mậu ngọ có thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng giúp cho quý anh có được nhiều niềm vui và an tâm hơn về tài chính của mình trong tháng này nhân duyên và công việc khá ưng ý cho nên quý anh có thể mỉm cười viên mãn trên đây là tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nam mạng trong năm Quý Mão 2023. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các quý anh an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Chúc các quý anh tuổi Mậu Ngọ năm mới an khang, thịnh vượng, bội thu về tài lộc. Xin chào và hẹn gặp lại.